Vừa qua, quận đoàn 10 đã phối hợp cùng đoàn phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết hội thi cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi thân thiện lần thứ tư năm 2020 với sự tham gia tranh tài của 10 thí sinh xuất sắc nhất. Sau khi vượt qua 70 thí sinh đến từ chi đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân 15 phường, các chi đoàn khu vực nội chính quận 10. Tại vòng chung kết, sau khi các thí sinh lần lượt trải qua 3 vòng thi năng động, giỏi chuyên môn trí tuệ và một vòng thi phụ đầy thử thách đòi hỏi nhiều kiến thức, sự nhanh nhạy, ban giám khảo đã chọn ra 5 người xuất sắc đến với vòng thi cuối cùng, cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi thân thiện. Tại vòng thi này, các thí sinh phải sử dụng kiến thức kỹ năng thực tế của mình để trả lời những câu hỏi khó của các đơn vị giám khảo. Hội thi là sân chơi trí tuệ giữa các đoàn viên, qua đó tạo ra môi trường để cán bộ công chức rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ và hưởng ứng cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, gắn với hình ảnh người cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi, thân thiện.